Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 89. Tiêu Vô Tướng hít sâu một hơi, trước khi chết, Lâm Huyền Phong muốn về Thái Dương Tông hỏa thiêu. Diệp Bắc Minh dẫn các cô gái của anh cùng đi về phía di tích Thái Dương Tông. Đi, chúng ta đến Thái Dương Tông. Độc Cô Bá Đạo không muốn đợi thêm phút giây nào. Bố, để con đi là được. Độc Cô Vấn Thiên lắc đầu, bố nên ở lại Điện Thần Hoàng, giải quyết Khuynh Thành Thần Hoàng trước thì hơn. Lão già đó đã chết, một Diệp Bắc Minh nhỏ bé chẳng có uy hiếp gì với con. Chỉ cần bố cho con mượn hai người bên cạnh bố, con bảo đảm mang hết phần Thiên Chi Diễm, Xương Chí Tôn, Nhãn Ngọc về. Nơi này là Thái Dương Tông ư? Vừa đi vừa hỏi thăm, Diệp Bắc Minh đã đứng trên một quảng trường rộng lớn. Chỉ là trên quảng trường sớm đã cỏ mọc cao gần bằng mấy người. Sau trong đống đổ nát phía xa, vẫn có thể nhìn thấy một vài bức tường cổ xưa sập đổ. Vãi! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, long mạch dưới lòng đất khô cạn, sau khi Thái Dương Tông bị tiêu diệt, đã bị người ta nhổ tận gốc. Phụt! Mấy vị sư tỷ cười trộm. Đạm Đài Yêu Yêu tiến lên, an ủi một câu, tiểu sư đệ, tuy nơi này không có gì. Nhưng chỉ cần tỷ đệ chúng ta đều ở đây, có một nơi ổn định sinh sống là được. Đúng thế, tuy là một đống đổ nát, nhưng chúng ta chắc chắn có thể gây dựng lại nó. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này là nhà của chúng ta, các sư tỷ khác thấy vậy cũng đều gật đầu. Hoa thiêu di thể của sư phụ trước đi. Diệp Bắc Minh tìm một đống củi khô. Giơ tay châm lửa. Ngọn lửa bùng cháy, di thể của Lâm Huyền Phong nhanh chóng chôn vùi trong lửa lớn. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng biến sắc. Một luồng khí thế cường mạnh chậm rãi ngưng tụ. Có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn trời. Liền sau đó, một luồng khí tức cường mạnh trong đống lửa vút lên trời. Bỗng nhiên, tay trái của Diệp Bắc Minh bỗng run lên kịch liệt, Xương Chí Tôn bên trong giường như muốn bay ra từ cơ thể. Vẻ mặt của Diệp Bắc Minh biến sắc, đây là khí tức của Xương Chí Tôn. Các sư tỷ còn lại cũng đều xông đến. Đông Phương Xá Nguyệt ôm lấy Diệp Nặc, ngạc nhiên nhìn đống lửa hỏa thiêu di thể Lâm Huyền Phong, Bắc Minh, có chuyện gì vậy? Diệp Bắc Minh mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm di thể của Lâm Huyền Phong, Xương Chí Tôn, trong cơ thể của sư phụ có Xương Chí Tôn. Xoạt, xoạt, xoạt. Trong tích tắc, ánh lửa ngút trời. Một cảnh không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, từ trong đống lửa hỏa thiêu di thể của Lâm Huyền Phong, hàng triệu ánh hào quang màu đỏ vút lên trời. Grun. Tiếng rồng gầm vang khắp trời xanh, cả bầu trời rung lên. Mỗi một đoạn Xương Chí Tôn đều như vật sống, huyết quang hóa thành chân long gầm the ti. Trời ơi! Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, hơn 100 đoạn Xương Chí Tôn. Sư phụ, đây là món quà lớn của sư phụ dành cho con ư. Sư phụ dọa chết đồ nhi rồi. A, à, hơn 100 đoạn Xương Chí Tôn. 9 vị sư tỷ hoàn toàn trố mắt. Đông Phương Xá Nguyệt càng mở to đôi mắt đẹp. Trực tiếp thộn người. Rốt cuộc là niềm vui bất ngờ, hay là kinh hãi? Trong cơ thể Diệp Bắc Minh chỉ có một đoạn Xương Chí Tôn thì đã vô cùng dũng mãnh. Hơn 100 đoạn Xương Chí Tôn, có nghĩa là gì? Cùng lúc đó, Chấn Hồn Tông, một chiếc đỉnh thanh đồng cổ xưa bỗng nhiên thét dài, rất nhiều trưởng lão đều xông đến, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thánh đỉnh đột nhiên phát ra tiếng thét? Vù! Liền sau đó, hình ảnh trong Thái Dương Tông xuất hiện trên không trung đỉnh thánh của Chấn Hồn Tông. Đây là Xương Chí Tôn. Vãi, hơn 100 Xương Chí Tôn. Nơi này là chỗ nào? Tất cả trưởng lão của Chấn Hồn Tông đều kích động, tìm, không tiếc mọi giá nhất định phải tìm được nơi trong hình ảnh. Tên nhóc này là... Đột nhiên, một ông lão trong đó sững đôi mắt. Nhìn lên một người trong hình ảnh. Mọi người đều quay đầu, Ngụy trưởng lão. Ông quen biết kẻ này ư? Ngụy Vô Nhai kinh ngạc gật đầu, quen biết, kẻ này là Diệp Bắc Minh. Lúc thần giáng tuyển chọn, hắn đã gây chấn động lớn ở đài phong thần. Trên người kẻ này cũng có Xương Chí Tôn, chẳng lẽ hơn 100 đoạn Xương Chí Tôn này cũng có liên quan đến hắn? Cùng lúc đó, toàn bộ các thánh vật trong tộc của các thế lực như Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Thẩm, nhà họ Ngư đều có cảm ứng. Nơi này là nơi nào? Mau tìm cho tôi. Có tin tức rồi, nơi này hình như là địa chỉ cũ của Thái Dương Tông, nhưng Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt hơn 1 triệu năm trước rồi. Mặc kệ là ở đâu,
hơn 100 đoạn xương chí tôn xuất hiện, chắc chắn sẽ dấy lên màn mưa máu gió te nhồ. Có được một đoạn xương chí tôn đã rất hiếm rồi, đây là hơn 100 đoạn đói. Mau đi! Các thế lực lớn cũng không ngồi yên, xông đi như phát điên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Liền sau đó, cảnh tượng ở Thái Dương Tông hiện lên trên không trung thánh đỉnh của Trấn Hồn Tông. Đây là xương chí tôn. Vãi, hơn 100 chiếc xương chí tôn. Nơi này là chỗ nào? Tất cả đám trưởng lão của Trấn Hồn Tông đều kích động, tìm, không tiếc mọi giá nhất định phải tìm được nơi trong hình ảnh. Tên nhóc này là... Đột nhiên, một ông lão trong đó nghiêm mắt lại. Nhìn lên một người trong hình ảnh. Mọi người đều quay đầu, Ngụy trưởng lão, ông biết kẻ này ư? Ngụy Vô Nhai ngạc nhiên gật đầu, biết, kẻ này tên là Diệp Bắc Minh. Vào ngày thần giáng tuyển chọn, cậu ta đã gây ra chấn động rất lớn ở đài phong thần. Trên người kẻ này cũng có xương chí tôn, chẳng lẽ hơn 100 đoạn xương chí tôn này cũng có liên quan đến hắn? Cùng lúc đó, toàn bộ các thánh vật trong tộc của các thế lực như Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Thẩm, nhà họ Ngư đều có cảm ứng. Nơi này là nơi nào? Mau tìm cho tôi. Có tin tức rồi, nơi này hình như là địa chỉ cũ của Thái Dương Tông, nhưng Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt hơn 1 triệu năm trước rồi. Mặc kệ là ở đâu, hơn 100 đoạn xương chí tôn xuất hiện, chắc chắn sẽ dấy lên màn mưa máu gió tanh. Có được một đoạn xương chí tôn đã rất hiếm rồi, đây là hơn 100 đoạn đói. Mau đi! Các thế lực lớn cũng không ngồi yên, xông đi như phát điên. Lúc này, trên không trung của Thái Dương Tông, hơn 100 chiếc xương chí tôn hóa thành chân long lượn tròn, gào thét. Một lát sau, trên không trung cả Thái Dương Tông hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc Diệp Bắc Minh, 9 vị sư tỷ, Đông Phương Xá Nguyệt đang thộn người. Một giọng nói mềm mỏng vang lên, oa, mẹ ơi, trên trời có một cái kẹo mút thật là to. Mọi người cùng quay đầu, khóc cười không xong nhìn Diệp Nặc. Vòng xoáy khổng lồ có đường kính trăm dặm thực sự giống như cái kẹo mút. Đột nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên giọng nói nhỏ, cậu nhóc, tất cả các thế lực gần đây ở thế giới này đều đang đến Thái Dương Tông. Cái gì? Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, vậy là thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích là số xương chí tôn, vật này là chí bảo trong cơ thể của các đại nhân vật khủng bố để lại sau khi chết. Sự tồn tại của chúng sánh băng long mạch trên thế giới. Hơn 100 chiếc xương chí tôn tương đương với hơn 100 long mạch. Nơi mà long mạch hội tụ, tất cả năng lượng giữa trời đất sẽ đều hội tụ theo. Tuy Thái Dương Tông sớm đã khô kiệt, long mạch cũng bị người ta đào mất, nhưng chỉ cần có hơn 100 chiếc xương chí tôn này, thì có thể hồi phục trong phút chốc. Diệp Bắc Minh giật khóe miệng, trong mắt càng kích động, sư phụ, món quà này của sư phụ, đồ nhi không nhận nổi. Cùng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói kích động. Mau nhìn xem, chính là ở đó. Quả nhiên là nơi cũ của Thái Dương Tông, tông môn này. Đã bị đi ê hơn triệu năm, thế này là sao? Một đám võ giả chạy đến hiện trường, ngẩng đầu nhìn không trung của Thái Dương Tông, trong mắt chỉ có chấn hãi vô tận. Thậm chí, võ giả bên cạnh cũng có thể nghe thấy họ nuốt nước miếng. Tiếng tim đập điên cuồng, nhưng tông môn đó sắp đến rồi. Ra tay trước thì hơn, đi thôi. Một vài võ giả quát lên một tiếng, đi về phía xương chí tôn. Người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo, nhà họ Thẩm, nhà họ Ngư lần lượt chạy đến. Một vài đệ tử trẻ vô cùng kích động, định ra tay. Bị trưởng lão của nhà mình ngăn lại. Trưởng lão, ông làm gì vậy? Trưởng lão của các đại tông môn chỉ lắc đầu, không nói gì. Một thanh niên bên cạnh Ngư Chính Dương bị ngăn lại. Ngư Thanh Thư, con trai của Ngư Chính Dương, em trai cùng cha khác mẹ của Ngư Thất Tình. Anh ta có chút bất mãn lên tiếng, bố à, chúng ta còn đợi cái gì? Còn không ra tay, đợi đến càng nhiều các thế lực đến, chúng ta sẽ càng có ít cơ hội. Ngư Chính Dương cau mày, vội cái gì? Các thế lực lớn còn chưa ra tay, con biết số xương chí tôn này có nguy hiểm hay không? Con vừa xông lên, chẳng may có nguy hiểm, người chết sẽ là con ồ. Ngư Thanh Thư kinh ngạc, vẻ mặt kích động lóe lên tia sợ hãi. Bên cạnh, Vương Tư Đạo, Vương Yên Nhi dẫn dắt mọi người nhà họ Vương thì trầm ổn hơn nhiều. Cùng lúc đó,
đám võ giả ra tay trước đã sắp gần đến xương chí tôn. Đột nhiên, khoan đã. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một thanh niên sắc mạnh băng lạnh ngăn họ lại, nơi này là Thái Dương Tông, số xương chí tôn này cũng là vật của Thái Dương Tông. Chẳng lẽ các vị phất lờ tông chủ Thái Dương Tông này, muốn trực tiếp tranh cướp sao? Tông chủ Thái Dương Tông, mọi người đều ngẩn người. Ai là cậu Diệp? Vương Yên Nhi kinh hãi kêu một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Vương Tư Đạo hơi nghi ngờ, cậu ta thành chủ của Thái Dương Tông từ lúc nào? Diệp Bắc Minh, vẻ mặt của Ngư Chính Dương khẽ trầm xuống, làm sao? Lại gặp phải tên nhóc này ở đây. Người của các tông môn khác, vẻ mặt cũng hơi biến sắc. Ngư Thanh Thư hơi nghi hoặc, Diệp Bắc Minh, cái tên này nghe quen quá. À, tôi nhớ ra rồi, chủ nhân của thần kiếm mà tôi có được hình NWS cũng tên là Diệp Bắc Minh. Tỷ, chẳng lẽ chính là kẻ này ư? Ngư Thất Tình không trả lời, mà nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt áy náy. Ngư Chính Dương quát một tiếng, con nói linh tỉnh gì thế hả? Thần kiếm gì, câm miệng. Ngư Thanh Thư cảm giảm một câu, có gì ghê gớm chứ, hẳn biết thần kiếm đó ở trong tay con. Nhà họ Ngư bao nhiêu người có mặt ở đây, bố cũng ở đây, hẳn còn có thể cướp về chắc. Con! Ngư Chính Dương bị chọc tức không nhẹ. Nghĩ kỹ lại thì con trai nói cũng đúng, cho dù Diệp Bắc Minh có mạnh đi nữa, còn có thể cướp thanh kiếm đó về trước mặt nhiều người nhà họ Ngư như vậy ư. Cùng lúc đó, sắc mặt của mười mấy võ giả bị Diệp Bắc Minh ngăn lại trở nên băng lạnh. Một người đàn ông méo miệng cất giọng lạnh lùng, cậu nhóc, Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt hàng triệu năm, đâu còn có tông chủ gì. Phí lời với hẳn làm gì? Người đàn ông cao to bên cạnh mất kiên nhẫn quát lên, nhóc con, lập tức cút ra cho tao ngay. Nếu không đừng trách con đao trong tay tao không nhận người. Vừa dứt lời, một con dao màu đen dài hơn 2 mét chĩa thẳng vào Diệp Bắc Minh. Những người còn lại càng lộ vẻ uy hiếp. Diệp Bắc Minh chẳng thèm phí lời. Anh đã từng gặp cảnh tượng này quá nhiều rồi. Ru, tiếng rồng gầm vang lên, tay trái chí tôn trực tiếp bùng phát. Một con huyết long xông ra, người đàn ông cao to còn chẳng có cơ hội phản ứng đã bị huyết long đâm xuyên trực tiếp, hóa thành một làn xương máu. Con đao màu đen dài hơn 2 mét rơi xuống, cắm sâu vào lòng đất. Mày, người đàn ông méo miệng kinh hồn bạt vía. Một quyền đánh chết cảnh giới thiên thần sơ kỳ, mẹ kiếp, cũng thật quá khủng bố rồi. Nhóc con, rốt cuộc mày là... Ẩm! Quyền thứ hai giáng xuống, cơ thể của người đàn ông méo miệng nổ tung. Cảnh này khiến mười mấy người khác cũng hít khí lạnh, vẻ mặt không dám tin. Bị quay người định bỏ đi. Diệp Bắc Minh vốn không cho họ cơ hội, một lúc đánh ra mười mấy quyền. Tấn công nổ chết toàn bộ tất cả. Chuyển ánh mắt, nhìn sang võ giả khác vẫn chưa ra tay, các vị, mọi người nhìn thấy Thái Dương Tông tôi có dị tượng. Có lòng chạy đến xem, tôi có thể hiểu. Nhưng, phía trước đã là địa bàn của Thái Dương Tông. Ai dám tiến lên một bước, tiến vào phạm vi của Thái Dương Tông, thì phải hỏi nằm đấm của tông chủ Thái Dương Tông có đồng ý không đã. Cả hiện trường lập tức yên tĩnh. Mọi người đều nhìn chăm chằm Diệp Bắc Minh. Có người cau mày, có người nghi hoặc, có mặt sắc mặt băng lạnh, có người trong mắt lóe lên sát ý. Liền sau đó, một tiếng cười vang lên. Ha ha ha, chết cười mất. Thái Dương Tông sớm đã bị tiêu diệt, mày nói mày là tông chủ Thái Dương Tông thì mày là tông chủ hả? Cho dù mày thực sự là tông chủ Thái Dương Tông, với đại vị hiện tại của Thái Dương Tông thì có thể ngăn cản được. Ai chứ? Bây giờ tao muốn tiến vào Thái Dương Tông đấy, mày có thể làm gì? Giết mấy người cảnh giới thiên thần sơ kỳ thì không biết mình là ai hả? Một luồng khí tức cuồng bạo bùng phát. Một người thanh niên mặc cẩm bào bay lên không trung, thần kiếm màu vàng trong tay chém về phía Diệp Bắc Minh. Xoẹt! Kiếm khí trăm trượng bùng phát, thấp thoáng có tiếng rồng gầm vang lên. Phía sau hẳn ta hiện lên hư ảnh năm con rồng vàng trong suốt. Kiếm long đạo của thần quốc Đại Ngụy, kẻ này đến từ thần quốc Đại Ngụy. Có vài võ giả kinh hãi kêu lên, một ông lão của độn thế thần tông hơi sầm mắt, thần quốc Đại Ngụy có thuật ngự rồng, lúc kẻ này ra tay có năm. Con rồng vàng phía xô. Trên người còn khí khí vương bá, chẳng lẽ hắn là thái tử Ngụy Ngạo Thiên của thần quốc Đại Ngụy? Nhìn kiếm khí ập đến. Diệp Bắc Minh nắm năm ngón tay, tay trái chí tôn tấn công rét. Huyết long xông ra. Phập. Kiếm khí dập dờn, trời long đất lở.
Diệp Bắc Minh bước ra một bước, chủ động đến trước người Ngụy Ngạo Thiên, không hề khách sáo tấn công ra một quyền. Một luồng ý chết chóc ập đến. Vẻ mặt Ngụy Ngạo Thiên biến sắc, hai tay nắm chặt kiếm Long Đạo chém về phía tay trái Chí Tôn, chết đi cho tao. Diệp Bắc Minh muốn dùng tay trái Chí Tôn kháng cự kiếm Long Đạo. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, cậu nhóc, đừng. Tay trái Chí Tôn của cậu chưa hoàn toàn dung hợp. Phẩm cấp của kiếm Long Đạo rất cao. Tuy sẽ không chém nứt tay trái Chí Tôn của cậu, nhưng sẽ bị thương. Diệp Bắc Minh khế động trong lòng. Vội vàng thay đổi chủ ý. Tránh đường tấn công của kiếm Long Đạo, ảnh thuấn. Xuất hiện phía sau Ngụy Ngạo Thiên, năm ngón tay tóm đến đỉnh đầu của Ngụy Ngạo Thiên. Cái đầu sắp nổ tung, cơn đau kịch liệt ập đến, Ngụy Ngạo Thiên gầm thét, mày dám chạm vào thiên linh cái của tao. Buông cái tay bẩn của mày ra, cút. Diệp Bắc Minh lạnh lùng cười một tiếng, cái thứ gì? Năm ngón tay của tay trái Chí Tôn tóm thật mạnh. Rắc, một tiếng giòn tan. Thiên linh cái của Ngụy Ngạo Thiên trực tiếp bị lật lên, đỉnh đầu trực tiếp nổ tung. Thi thể từ không trung cao rơi xuống. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước. Tiện tay tóm lấy kiếm Long Đạo khẽ vung lên. Ru. Cùng với tiếng rồng gầm vang lên. Diệp Bắc Minh không nhịn được khen ngợi một tiếng, quả nhiên là kiếm tốt. Việc này. Các võ giả khác có mặt lại nhìn Diệp Bắc Minh với vẻ mặt kinh hãi. Rồi lại nhìn thi thể của Ngụy Ngạo Thiên dưới đất, khóe miệng không nhịn được co giật mạnh. Thái tử Đại Ngụy chết như vậy sao? Vãi, Diệp Bắc Minh điên rồi chắc, cả hiện trường xôn xao. Bản thân Ngụy Ngạo Thiên cũng không ngờ, mình đường đường là thái tử Đại Ngụy mà lại chết dễ dàng như vậy. Trước khi gặp Diệp Bắc Minh, sau khi người khác biết thân phận của hắn ta, vốn không ai thực sự dám làm hại hắn ta, càng đừng nói là lấy mạng. Ngụy Ngạo Thiên chết cũng không ngờ, người trước mắt lại dám giết hắn tan. Đúng là kẻ liều lĩnh, thái tử. Trong đám đông vang lên một giọng nói phẫn nộ, cuối cùng mấy ông lão bảo vệ Ngụy Ngạo Thiên phản ứng lại. Vừa nãy thực sự là bị dọa sợ. Mày dám giết thái tử Đại Ngụy của bọn tao, mày thật đáng chết. Mười mấy ông lão xông ra, liều mạng tấn công kiểu tự sát. Đại Ngụy các người thật giỏi đấy, đến Thái Dương Tông cướp đồ còn không cho phép tôi giết người. Diệp Bắc Minh cười lạnh lùng lắc đầu, đừng nói là một thái tử Đại Ngụy, cho dù hoàng đế Đại Ngụy của ông đến, tôi cũng giết như vậy. Tay trái Chí Tôn nắm chặt kiếm Long Đạo, đúng là như sát thần giáng xuống. Suýt, tất cả mọi người có mặt hít khí lạnh. Nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt kinh hãi. Vẻ mặt của đám trưởng lão các thế lực Chấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều biến sắc. Ban đầu Thần Quốc Đại Ngụy là một gia tộc, tương đương với nhà họ Vương, nhà họ Ngư. Sau này thế lực tiến thêm một bậc, xây dựng một đất nước. Còn khủng bố hơn căn cơ của họ mấy phần, Diệp Bắc Minh lại dám nói ra lời này. Vẻ mặt Vương Nguyên đỏ bừng, bố, chị, sao con cảm thấy sự việc đã không kiểm soát được rồi. Khuôn mặt Vương Yên Nhi nóng bừng, cơ thể khẽ run lên. Ngay cả Vương Tư Đạo cũng nuốt nước miếng, không thể bình tĩnh, Yên Nhi, con chắc chắn cậu Diệp này, thực sự sẽ không mang tai họa cho nhà họ Vương chứ. Nghĩ cũng biết, câu nói này cậu Diệp Bắc Minh có trọng lượng đáng sợ thế nào. Ngư Thanh Thư tỏ vẻ mặt khinh thường, vãi, tên nhóc này quá ra vẻ rồi. Tôi không tin cậu ta dám giết hoàng đế Đại Ngụy. Cuồng đồ to gan. Mày dám sỉ nhục hoàng đế Đại Ngụy. Đáng chết, giết. Mười mấy ông lão đó đều tức phát điên, liều mạng điên cuồng tấn công Diệp Bắc Minh. Chỉ tiếc là, dưới kiếm Long Đạo, Diệp Bắc Minh như hổ mọc thêm cánh. Chưa đến 30 hiệp, mười mấy người đều ngã xuống. Diệp Bắc Minh tay cầm kiếm Long Đạo, lướt nhìn đám người có mặt một cái, còn ai muốn có ý định với Thái Dương. Tông không, tĩnh lặng đến đáng sợ, kẻ này còn giết cả thái tử của Thần Quốc Đại Ngụy. Thân phận của họ chẳng lẽ còn tôn quý hơn thái tử Đại Ngụy? Không ai dám lên tiếng. Rất tốt. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, chỉ vào bức tường đổ sập, lấy cổng núi này làm ranh giới, ai dám tiến vào Thái Dương Tông một bước. Sẽ mãi mãi để lại cái mạng ở Thái Dương Tông. Quay người, định về đến bên cạnh mấy sư tỷ. Đột nhiên. Một giọng nói âm độc vang lên, đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Phế vật, không ngờ mày thực sự ở đây. Độc Cô Vấn Thiên dẫn theo ba người xuất. Một người trong đó, Tiêu Vô Tướng. Hai ông lão khác, chắp tay sau lưng,
yên lặng đi theo phía sau Độc Cô Vấn Thiên. Giống như vực sâu, thâm sâu khó lường, cảnh giới thần tôn, lòng của các trưởng lão tông môn lớn trầm xuống. Nếu thực sự là cảnh giới thần tôn ra tay, cơ hội để họ có được xương chí tôn sẽ rất mong manh. Diệp Bắc Minh quay đầu, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng băng lạnh, lại là mày. Một luồng sát ý ngút trời ngưng tụ. Đồng thời truyền âm, tiểu tháp, có cảnh giới thần hoàng ở gần đây không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, thần niệm của bản tháp vẫn luôn đang giám sát phạm vi Thái Dương Tông, cách 10 dặm có 3 cảnh giới thần hoàng đang âm thầm quan sát. Nhưng họ không có ý lại gần. Vậy còn đợi gì nữa? Bùng phát cho tôi, vãi. Diệp Bắc Minh tức giận gầm một tiếng. Được. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục chỉ đáp một tiếng, bản tháp sẽ lợi dụng tay trái chí tôn và kiếm long đạo ra tay. Liền sau đó, Diệp Bắc Minh lại chủ động tấn công, bước một bước ra sơn môn của Thái Dương Tông. Chạy thẳng đến Độc Cô Vấn Thiên. Độc Cô Vấn Thiên sợ ngẩn người, tên nhóc này điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết mình đưa đến 2 thần tôn? Lại thêm Tiêu Vô Tướng, tổng cộng 3 thần tôn. Đúng thế. Mình có 3 thần tôn, mình sợ cái gì? Trong lòng Độc Cô Vấn Thiên bùng lên ngọn lửa giận, lão lương, lão tôn, để lại cho hẳn một hơi thở là được, những việc khác tùy các ông chơi đùa hắn thế nào cũng được. Được. Hai ông lão gần như ngẩng đầu cùng lúc, trong đôi mắt già nua mang theo vẻ uể oải. Đối phó với một người vừa tiến vào thần cảnh, cần nghiêm túc thế sao? Liền sau đó, xoạt, xoạt, một ông lão cảnh giới thần tôn bước ra một bước chặn. Trước người Độc Cô Vấn Thiên. Cười thích TH lóc con, bây giờ mày quỳ xuống nhận lỗi, nói không chừng. Còn chưa nói hết câu, Diệp Bắc Minh đã cách hai người chưa đến 10 mét, một luồng sát ý khủng bố khóa chặt hai người. Vẻ mặt của hai ông lão cảnh giới thần tôn biến sắc, phút chốc như rơi vào hầm băng. Đối diện với luồng sát ý này, họ lại không có cả dũng khí ra tay. Kiếm long đạo giáng xuống. Phụt, phụt. Hai luồng xương máu nổ tung. Máu tươi văng khắp cả người Độc Cô Vấn Thiên. Toàn bộ người của Trấn Hồn Tông, Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều không thốt ra lời. Sợ đến trái tim gần như sắp nổ tung, Vương Yên Nhi kinh hãi kêu lên một tiếng, mở to đôi mắt. Đẹp bố, con đang nằm mơ sao? Hai cảnh giới thần tôn lại chết rồi. Bị cậu Diệp giết băng một kiếm, làm sao có thể? Vương Tư Đạo suýt nữa lồi hai con mắt, nằm mơ. Chắc chắn là nằm mơ. Hơn 100 chiếc xương chí tôn là giả, cậu Diệp giết thái tử đại ngụy là giả. Một kiếm giết chết hai cảnh giới thần tôn cũng là giả, tất cả đều là giả. Chỉ có nằm mơ, mới có thể xuất hiện chuyện phi lý như vậy. Lấy ra một con dao găm, đâm mạnh một đao lên chân. Phụt, máu tươi phun ra, đau. Yên Nhi, không phải nằm mơ, Vương Tư Đạo khó khăn quay đầu, nhìn con gái một cái. Cơ thể của Vương Yên Nhi không ngừng run lên. Vương Nguyên ở một bên chảy mồ hôi như mưa, vãi. Vãi. Ngư Chính Dương ở không xa cũng run rẩy, hai tay hai chân không nhịn được run lập cập. Ngư Thất Tình ở một bên nhìn Ngư Chính Dương bằng ánh mắt phức tạp, bố nhìn thấy thực lực của cậu Diệp chưa? Nếu lúc đó nhà họ Ngư chúng ta đồng ý giúp cậu ta, chúng ta. Con im miệng, Ngư Chính Dương phản ứng lại, đôi mắt đỏ bừng, Đố Kỳ gào lên. Hà đã giết thái tử đại ngụy, lại giết hai tùy tùng của cậu Độc Cô. Cùng lúc đắc tội với hai thế lực khủng bố không chọc vào được, con thực sự nghĩ đây là chuyện tốt sao? Đúng, đúng, đúng. Ngư Thanh Thư điên cuồng gật đầu, tên nhóc này chết chắc rồi. Diệp Bắc Minh không quan tâm đến phản ứng của mọi người. Lạnh nhạt nhìn Độc Cô Vấn Thiên, tao từng gặp kẻ muốn chết, nhưng kẻ đến nộp mạng như mày. Tao, lần đầu tiên thấy. Độc Cô Vấn Thiên sợ đến há hốc miệng, đồng tử không ngừng run lên. Muốn chửi rủa, uy hiếp, thậm chí cầu xin. Chỉ tiếc là con người trong lúc kinh sợ tốt độ thường không thốt được ra một lời tao. Mày! Kiếm long đạo giáng xuống. Phụt! Huyết quang nổi lên. Trong một sơn cốc bốn mùa như mùa xuân của Điện Thần Hoàng. Lạc Khuynh Thành mặc một chiếc váy dài trắng tuyết, đôi chân siêu dài, khuôn ngực căng tròn. Tĩnh lặng đun nước pha trà. Độc Cô Bá Đạo ngắm nhìn thưởng thức, Khuynh Thành, cô và tôi gia nhập Điện Thần Hoàng mấy chục vạn năm rồi. Tâm ý của tôi, cô còn không hiểu sao. Nếu hai chúng ta song tu, tôi có thể tiến vào cảnh giới tổ thần, cô cũng có thể hồi phục cảnh giới thần hoàng. Sau đó,
tôi nguyện đợi cô vạn năm, giúp cô tiến vào cảnh giới tổ thần. Đến lúc đó hai chúng ta cùng ở bên nhau, chẳng lẽ không tốt sao? Lạc Khuynh Thành trả lời với sạc mặt bình thản, trên thế gian nhiều phụ nữ như thế, theo tôi được biết, cũng có không ít phụ nữ có cảnh giới thần hoàng mà. Tại sao cậu Độc Cô cứ phải chọn tôi? Độc Cô Bá Đạo cười, vì tôi thích cô. Lạc Khuynh Thành thản nhiên lách đầu, xin lỗi, ông đã cưới vợ sinh con, tôi không thích đàn ông một dạ hai lòng. Không biết tại sao, trong đầu cô ấy hiện lên bóng hình của Diệp Bắc Minh, đặc biệt là kiểu như Diệp Bắc Minh, bên cạnh rất nhiều phụ nữ, đúng là đáng ghét chết đi được. Độc Cô Bá Đạo giải thích, cô nói Thiên Nhi phải không? Mẹ của nó là con đàn bà tỷ tiện. Chẳng qua là tôi có lần luyện công xảy ra sai lầm, đã sủng ái cô ta một lần. Ai ngờ cô ta mang thai, tôi cho cô ta sinh Thiên Nhi xong liền đập chết cô ta. Về tinh thần bản hoàng cũng vẫn là thân trong trắng. Nếu cô không thích Thiên Nhi, tôi cũng có thể. Nói xong, Độc Cô Bá Đạo làm động tác cắt cổ. Hổ ác không ăn thịt con, Độc Cô Bá Đạo vì để song tu với cô ấy lại tình nguyện giết con trai ruột. Lạc Khuynh Thành thầm cau mày, đang định lên tiếng. Rạc! Một tiếng giòn tan van lên. Bên ngoài Thái Dương Tông yên tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người đều giữ trạng thái trợn mắt há hốc miệng, không ai phản ứng lại. Rốt cuộc tên nhóc này có cảnh giới gì, mà lại có thực lực như vậy? Hai thần tôn trước mặt hẳn, nói giết là giết. Mẹ kiếp, quá khủng bố rồi. Cậu Diệp, tôi. Tiêu Vô Tướng sợ đến bỏ dưới đất. Cùng lúc đó, đám người Trấn Hồn Tông đều chuyển ánh mắt nhìn sang Ngụy Vô Nhai, Ngụy trưởng lão, chuyện này là thế nào? Chẳng phải ông nói tên nhóc này vừa tham gia xong thần giáng tuyển chọn sao? Loại yêu nghiệt như này, tại sao không thu nhận vào Trấn Hồn Tông? Không chỉ là Trấn Hồn Tông. Trưởng lão của các tông môn khác cũng đều hỏi như vậy. Cái gì, kẻ này vừa tiến vào thần giới? Trời ơi, thật hay đùa vậy. Các thế lực khác chưa tham gia thần giáng tuyển chọn nghe thấy lời này, lại há hốc cái miệng lần nữa. Yêu nghiệt. Mẹ kiếp, đúng là yêu nghiệt. Ngụy Vô Nhai mở to đôi mắt, nhìn chăm chăm Diệp Bắc Minh, lão phu cũng không ngờ, kẻ này lại, lúc đó hẳn tham gia thần giáng tuyển chọn, rõ ràng vô cùng bình thường. Không những vậy, hắn còn giết hai trưởng lão của Vạn Thần Tông, lúc kiểm tra lại chỉ là căn cốt màu trắng bình thường. Lão phu nghĩ, hắn, mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông cùng đồng thanh, tôi không cần ông nghĩ, tôi cần tôi nghĩ. Kẻ này giết hai cảnh giới thần tôn trước mặt nhiều người. Cho dù là cảnh giới thần tôn sơ kỳ, thì chắc không phải việc một võ giả bình thường có thể làm được. Ngụy Vô Nhai, mẹ kiếp, ông già rồi hồ đồ phải không? Ngụy Vô Nhai há miệng, không thốt ra lời. Liền sau đó, ánh mắt của mấy trưởng lão của Trấn Hồn Tông rực lửa, nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Không được, nhất định phải để hắn gia nhập Trấn Hồn Tông. Nhưng hắn chẳng phải là tông chủ của Thái Dương Tông sao? Thái Dương Tông đã bị tiêu diệt, làm sao hắn có thể mãi làm tông chủ của Thái Dương Tông? Có người lắc đầu. Không chỉ là Trấn Hồn Tông, mà các trưởng lão của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đạo đều kích động. Đang định đưa ra cánh tay hữu nghị. Đột nhiên, một tiếng cười lạnh lùng vang lên, mọi người đừng nóng ruột, đừng quên, tên nhóc này đã giết Thái tử Đại Ngụy và công tử Độc Cô. Soạt. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức nhìn sang Ngư Thanh Thư. Hiện trường vốn náo nhiệt, lập tức lại yên tĩnh. Giống như bị người ta dội gáo nước lạnh lên đầu. Đúng thế, kẻ này đã giết Thái tử Đại Ngụy và con trai của thần Hoàng Bá Đạo. Gặp được yêu nghiệt như này quá kích động, suýt quên chuyện vừa xảy ra. Thật đáng tiếc, đám trưởng lão của các tông môn liên bình tĩnh lại. Tất cả đều tỏ vẻ tiếc nuối. Ngư Thất Tình cau mà. Vậy, Thanh Thư. Em nói linh tinh gì? Đám trưởng lão này mà kích động, không chừng thực sự cho Diệp Bách Minh gia nhập tông môn của họ đấy. Một khi không thể hối hận. Cho dù thần Hoàng Bá Đạo và thần quốc Đại Ngụy liên thủ đàn áp, có lẽ Diệp Bạc Minh cũng giữ được tính mạng. Một câu nói của Ngư Thanh Thư khiến các trưởng lão này bình tĩnh lại. Bây giờ, một cơ hội giữ mạng cuối cùng của Diệp Bắc Minh cũng mất. Ngư Thanh Thư cười lạnh lùng một tiếng, chị, em không. Thích nghe câu này của chị rồi. Cái gì mà nói linh tinh, em chỉ nói thật. Hơn nữa, tên nhóc này thực sự có thiên phú cường mạnh thế sao? Nói xong, Ngư Thanh Thư định đổ thêm dầu vào lửa.
Nực cười nhìn tay trái và kiếm long đạo của Diệp Bắc Minh một cái, chẳng lẽ vừa nấy mọi người không phát hiện ra sao? Tất cả sức mạnh đều từ tay trái Chí Tôn và kiếm long đạo bùng phát ra. Thiên phú của tên nhóc này thực sự nghịch thiên thế sao? Vừa nãy ngụy trưởng lão của Trấn Hồn Tông nói hẳn là căn cốt màu trắng, thế là thế nào? Chẳng lẽ căn cốt lại lừa người khác sao? Vừa dứt lời, tất cả các trưởng lão hoàn toàn trầm mặc. Ánh mắt soạt một cái, nhìn sang tay trái và kiếm long đạo của Diệp Bắc Minh. Một kẻ căn cốt màu trắng, chỉ dựa vào tay trái Chí Tôn và kiếm long đạo. Đã có thể bùng phát ra thực lực khủng bố như vậy. Nếu là căn cốt màu xanh là cây, căn cốt màu xanh lam, căn cốt màu vàng, thậm chí mà căn cốt cao hơn thì sao? Há chẳng phải muốn nghịch thiên ư? Suýt, nghĩ đến đây, mọi người có mặt đều hít khí lạnh. Con mắt càng thêm rực lửa, nhìn chăm chằm tay trái Chí Tôn của Diệp Bắc Minh. Đồng thời, nhìn lên hơn trăm chiếc xương Chí Tôn trên không trung Thái Dương Tông, như nhìn chí bảo vô thượng. Xương Chí Tôn cực kỳ hiếm có, nghe nói võ giả đã dung. Hợp xương Chí Tôn sẽ xảy ra thay đổi về chất. Căn cốt màu trắng cũng trở nên khủng bố như vậy, nếu chúng ta có được một chiếc. Xoạt, xoạt, xoạt ti lúc này, con mắt của tất cả mọi người đỏ bừng. Dường như chiếc hộp Pandora trong lòng bị mở ra. Ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh cũng từ kích động ban đầu trở nên sát ý hừng hực. Ngư Thất Tình nhìn thấy cảnh này, vô cùng sốt ruột, em. Em đừng nói linh tinh, như vậy sẽ khiến cậu Diệp rơi vào nguy hiểm. Ngư Thanh Thư buồn cười lắc đầu, chị có thái độ gì vậy? Chẳng lẽ chị và cậu Diệp có quan hệ gì? Khuôn mặt của Ngư Thất Tình lập tức trở nên tái nhợt. Ngư Thanh Thư nhìn sang Ngư Chính Dương, bố nhìn thấy rồi chứ? Ngư Chính Dương hừ lạnh một tiếng, xem ra bố vẫn quá nhân từ. Không nên để con ra ngoài, nên cấm nhốt con 1000 năm. Ngư Thất Tình ấm ức đến muốn khóc. Vương Yên Nhi cau mày. Không nhịn được nói đỡ cho Ngư Thất Tình, chú Ngư, Thất Tình cô ấy. Ngư Chính Dương không khách sáo lên tiếng, cô Vương muốn nhúng tay vào chuyện nhà của chúng tôi sao? Tôi, Vương Yên Nhi còn muốn nói nữa. Vương Tư Đạo khẽ quát một tiếng, Yên Nhi, được rồi. Vương Yên Nhi chỉ đành im miệng, có chút đồng cảm nhìn Ngư Thất Tình một cái. Bỗng nhiên, ầm ầm, trời đất run lên kịch liệt, một đường sấm sét màu máu khủng bố từ xa bay nhanh đến. Sau khi dừng lại trên khôn trung Thái Dương Tông, bên trong phát ra một tiếng quát, Diệp Bắc Minh. Con trai của tao đâu? Khí thế bá đạo cường mạnh quá. Mau nhìn xem, thần hoàng bá đạo đến rồi. Trái tim mọi người co thắt lại. Ngư Thanh Thư nhếch miệng cười, chị, người mà chị quan tâm sắp chết rồi. Ngư Thất Tình không khỏi lo lắng. Con trai ông hả, hẳn đã chết rồi, thần hồn tiêu tan, Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Suýt. Hắn dám ăn nói với thần hoàng bá đạo như vậy, mọi người đều thộn mặt. Mày muốn chết hải? Độc cô bá đạo gầm thét một tiếng, lôi vân màu máu bùng nổ, lộ ra một bóng hình khác cùng đến ở bên trong. Khoảnh khắc cô gái này xuất hiện, rất nhiều con mắt đàn ông trố ra. Lúc nhìn thấy cô gái này, Diệp Bắc Minh vô cùng vui mừng, đại sư tỷ, sao tỷ lại ở đây? Độc cô bá đạo đang định ra tay, nghe thấy Diệp Bắc Minh nói như vậy, cả người sửng sốt. Nghi hoặc nhìn Lạc Khuynh Thành bên cạnh, Khuynh Thành, cô biết hắn hả? Lạc Khuynh Thành tỏ ra vô cùng bình tĩnh, lắc đầu, không quen. Diệp Bắc Minh cau mày, đại sư tỷ, tỷ bị ông ta uy hiếp ư? Gạch dưới. Nếu là vậy, đệ có thể giúp tỷ. Đừng thấy tên phế vật này là thần hoàng, nếu đệ dùng hết mọi thủ đoạn, có thể giết ông ta. Tất cả mọi người có mặt sững sờ. Ngư Thanh Thư cười lạnh lùng liên tiếp, bốc phét quá đáng rồi. Một tên nhà quê từ hạ giới đến còn không biết thần hoàng nghĩ là gì phải không? Các võ giả khác đều cau mày. Diệp Bắc Minh chỉ dựa vào tay trái Chí Tôn và kiếm long đạo, dù thế nào cũng không giết được thần hoàng. Lạc Khuynh Thành vô cùng bình tĩnh, ông ta không uy hiếp tôi, cậu nghĩ nhiều rồi. Đại sư tỷ, tại sao? Diệp Bắc Minh cau mày. Anh lập tức truyền âm, 9 vị sư tỷ khác từ Thái Dương Tông xuất hiện. Lúc nhìn thấy Lạc Khuynh Thành, tất cả đều vô cùng vui mừng. Đại sư tỷ, muội là Như Yên đây. Đại sư tỷ, muội là Tiểu Hồng Đào đây, tỷ không nhận ra muội ư? Năm đó là đại sư tỷ dạy Tuyết Kỳ công pháp võ đạo, tỷ thực sự không nhớ nữa ư? Đại sư tỷ, lời thề của 10 tỷ muội chúng ta, chẳng lẽ tỷ cũng quên rồi ư?
Khuynh Thành tỷ, chúng ta đã từng thề tỷ muội đồng tâm mài. Mấy sư tỷ lo lắng lên tiếng. Lạc Khuynh Thành vẫn thờ ơ, chẳng thèm nhìn họ đến một cái. Thái độ này khiến người ta lạnh lòng. Thiên Nhận Băng khẽ quát một tiếng, đại tỷ, rốt cuộc tỷ đang làm gì? Tỷ có biết cả đoạn đường tiểu sư đệ đã trải qua bao? Nhiều vất vả khổ sở không? Đệ ấy đến thần giới là vì tìm mọi người. Bây giờ mọi người khó khăn lắm mới đoàn tụ, sư phụ đã qua đời, chẳng lẽ tỷ còn muốn giả bộ không quen biết chúng a hả? Lạc Khuynh Thành. Thiên Nhận Băng tức giận quát lên. Nơi sâu nhất trong linh hồn Lạc Khuynh Thành rung động. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong đầu cô ấy. Từng cảnh tượng lướt qua. Nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói, các cô thực sự nhận nhầm người rồi, Lạc Khuynh Thành mà các cô quen chỉ là một chút phân thân của tôi thôi. Cô ấy đã chết, không tồn tại nữa. Tôi hiện giờ là Khuynh Thành thần hoàng của Điện Thần Hoàng. Diệp Bắc Minh và chín sư tỷ đều ngẩn người. Đôi mắt đỏ bừng, tràn đầy tia máu, không thể nào. Lạc Khuynh Thành không trả lời nữa. Độc Cô Bá Đạo cười, thì ra là vậy, đúng là một đám ngu xuẩn. Con trai tao sao lại chết trong tay chúng mày chứ? Tiễn chúng mày lên đường. Lúc Độc Cô Bá Đạo sắp ra tay, Lạc Khuynh Thành co thắt trái tim. Vẻ mặt biến sắc, chuyện gì thế này? Sự sống chết của những người này lại có thể khiến tâm cảnh của mình thay đổi. Bất giác muốn ra tay ngăn cản. Nhưng chưa đợi cô ấy ra tay. Một giọng nói cực kỳ có sức xuyên thấu vang lên từ phía sau, Thanh Long Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Ru! Một tiếng rồng gầm vang lên. Cái gì, Thanh Long Thần Hoàng chúc mừng Thái Dương Tông trở về? Thật hay đùa. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng quay đầu. Ngay cả Độc Cô Bá Đạo cũng dừng tay, không tin nổi quay đầu. Còn không đợi mọi người nhìn rõ, giọng nói thứ hai vang lên, Chu Tước Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Còn nữa, chuyện gì vậy? Mọi người há hốc miệng. Sau đó, giọng nói thứ bét, Huyền Võ Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Vãi, giọng nói thứ tư, Bạch Hổ Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Trời ơi! Giọng nói thứ năm, Thanh Vi Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Giọng nói thứ sáu, Đệ Ngũ Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Giọng nói thứ bảy, Độc Tý Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Giọng nói thứ tám, Cuồng Hỏa Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Giọng nói thứ chín, Hắc Ma Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Giọng nói thứ 10, Đấu Chiến Thần Hoàng đến, chúc mừng Thái Dương Tông trở về. Sau khi 10 giọng nói vang lên, 10 thần hoàng giáng xuống, Thái Dương Tông yên tĩnh giống như ngày tận thế. Mười mấy vạn võ giả có mặt cùng ngẩng đầu, kinh sợ nhìn 10 thần hoàng trên không trung. Như 10 vầng mặt trời, uy hiếp tất cả. Trong vạn vật tĩnh lặng, Thanh Long Thần Hoàng giơ tay ném qua một chiếc hộp gỗ đen, Diệp Tông Chủ. Đây là chút tâm ý của 10 người liên thủ chúng tôi. Chúc Thái Dương Tông trở về may mắn. Độc Cô Bá Đạo tiến lên trước một bước, ngăn chiếc hộp. Gỗ đen, một chân dẫm xuống. Vô cùng lạnh lùng chất vấn, 10 người các ông có ý gì? Thanh Long Thần Hoàng khinh thường nhìn Độc Cô Bá Đạo, có ý gì mà không còn không hiêu sao? Chu Tước Thần Hoàng tức giận ngút trời, chỉ vào mũi Độc Cô Bá Đạo quát, quà mừng của chúng tôi mà ông cũng dám dẫm dưới chân. Ông là cái thá gì? Nhặt quà mừng lên, tôi bảo ông nhặt quà mừng lên. Bản hoàng không nhặt đấy thì làm sao? Đôi mắt Độc Cô Bá Đạo đỏ bừng, đầy một bụng tức tối, con trai của bản hoàng đã chết, chính tên xúc sinh này giết. Bây giờ các người đến chống lưng cho Thái Dương Tông, chẳng lẽ muốn đối địch với Độc Cô Bá Đạo này? Muốn đối địch với Điện Thần Hoàng? Thanh Long Thần Hoàng cười khẽ một tiếng, ông nghĩ nhiều rồi, ông không đại diện cho Điện Thần Hoàng được. Chỉ vào quà mừng, nhặt lên, cung kính đưa đến tay Diệp Tông Chủ. Chuyện này, chúng tôi coi như chưa xảy ra. Các người muốn chiến một trận sao? Độc Cô Bá Đạo đỏ bừng con mắt, nắm chặt nắm đấm. Đôi mắt của Thanh Long Thần Hoàng sầm xuồng, muốn. Chiến thì chiến, xem tôi có đánh phế ông không? Đến đi, ai sợ yêu Độc Cô Bá Đạo sắp tức phát điên. Hai bên hết sức căng thẳng, đều là cảnh giới thần hoàng, ai có thể nhịn được cục tức này? Đừng nổi giận, đừng ai nổi giận. Huyền Võ Thần Hoàng là một ông lão trông khoảng 80-90 tuổi, thậm chí trong tay còn chống cây trượng.
Ông ta tiến lên như người hòa giải, mọi người phải điềm đạm một chút, hôm nay là ngày Thái Dương Tông trở về, đừng động tay thì hơn. Đương nhiên rồi, nếu bá đạo thần hoàng nghe không hiểu tiếng người. Lão Phu cũng hiểu chút quyền cước, mọi người nghe mà sợ kinh hồn bạt vía, toàn bộ người của các tông môn đều nhìn mọi việc trước mặt với vẻ mặt kinh hãi. Vương Nguyên điên cuồng nuốt nước miếng, bố, chị, cậu Diệp này có lai lịch thế nào? Vừa tiến vào thần giới làm sao đã quen biết nhiều thần hoàng như vậy? Vương Tư Đạo lách đầu, bố cũng không biết. Chuyển ánh mắt nhìn sang Vương Yên Nhi, con coi trọng cậu Diệp. Sao à không, con coi trọng Diệp tông chủ, có phải biết điều gì không? Khuôn mặt Vương Yên Nhi đỏ bừng, kích động nhìn tất cả. Cười khổ một tiếng, bố thấy con như biết điều gì ư? Trong đám người nhà họ Ngư, Ngư Thanh Thư sợ đến run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi tím đen, sợ đến gần như quỳ dưới đất, tóm chặt cánh tay của Ngư Chính Dương, trốn phía sau ông ta, bố phải cứu con, bố. Nhất định phải cứu con. Vừa nãy con đã nói rất nhiều lời chế nhạo, cậu Diệp nhất định sẽ giết con, làm thế nào đây? Việc này, cơ thể của Ngư Chính Dương cứng đờ, vội vàng nhìn sang Ngư thất tình, con phải cứu em trai con. Vẻ mặt Ngư thất tình phức tạp, bố. Giữa con và cậu Diệp không có quan hệ gì. Cậu ta làm sao có thể nghe lời con? Chẳng lẽ con không quản sống chết của em trai con ư? Đôi mắt của Ngư Chính Dương đầy máu. Cùng lúc đó, chín sư tỷ ngẩn người, tất cả nhìn sang Diệp Bắc Minh, tiểu sư đệ, chuyện này là sao? Diệp Bắc Minh cũng hơi thộn người, anh vừa đến thần giới, đâu có sức mạnh mời 10 thần hoàng chứ. Chắp tay bái, nhìn 10 vị thần hoàng, các vị tiền bối. Chuyện này là thế nào? Thanh Long Thần Hoàng mỉm cười, Diệp Tông Chủ, chúng tôi đều là bạn của Lâm Huyền Phong. Đúng thế. Chúng tôi nợ ông ấy một ân tình, đã từng hứa với ông ấy, chỉ cần Thái Dương Tông trở về, chúng tôi chắc chắn sẽ đến chúc mừng. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngẩn người, lẩm bẩm, sư phụ, đây lại là một món quà lớn ư. Mấy giây sau, Diệp Bắc Minh mới định thần lại. Lúc này. Được rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Chu Tước Thần Hoàng lên tiếng, đôi mắt khóa chặt Độc Cô Bá Đạo, bây giờ ông nhặt quà mừng lên ngay lập tức cho. Tôi, sau đó cút đi. Chuyện hôm nay, bản tọa coi như chưa từng xảy ra. Nếu không, cho dù giết vào Điện Thần Hoàng, 10 người chúng tôi cũng phải giết ông. Võ giả của các tông môn khác nghe thấy lời này, kinh sợ hít khí lạnh. Độc Cô Bá Đạo tức đến suýt thổ huyết, ông ta đã lúc nào phải chịu nỗi nhục này chứ? Chu Tước Thần Hoàng, mọi người đều là thần hoàng, ông thực sự phải làm như vậy sao? Độc Cô Bá Đạo gần như gào thét ra câu này. Ha hai! Chu Tước Thần Hoàng cười lạnh lùng một tiếng, 9 người còn lại thấy vậy đều tiến lên một bước. Sát khí ập đến. Các người! Độc Cô Bá Đạo kinh hãi, cuối cùng cảm thấy không đúng. Nếu thực sự ra tay, hôm nay có lẽ mình thực sự sẽ phải chết ở đây. Đáng chết, núi xanh còn đó. Lo gì không có củi đốt, Diệp Bắc Minh, và cả 10 thần hoàng các người, Độc Cô Bá Đạo. Tôi nhớ kỹ các người rồi. Tôi thề tại đây, sẽ có một ngày Độc Cô Bá Đạo tôi tiến vào cảnh giới tổ thần, tất cả các người đều phải chết. Nuốt tất cả cơn giận xuống. Độc Cô Bá Đạo chậm rãi nhặt chiếc hộp màu đen dưới đất lên, quay người ném cho Diệp Bắc Minh. Rồi quay người bỏ đi. Lạc Khuynh Thành nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc, rồi quay người. Đại sư tỷ, Diệp Bắc Minh và chín sư tỷ gọi một tiếng, Lạc Khuynh Thành vẫn không đáp lại, và biến mất. Vương Như Yên bất mãn nói, rốt cuộc đại sư tỷ bị làm sao vậy? Tại sao không nhận chúng ta? Chu Lạc Ly lắc đầu, thập sư muội, đại sư tỷ chắc chắn có nỗi khổ khó nói. Sau này gặp tỷ ấy rồi hỏi là được. Diệp Bắc Minh nhìn sang 10 thần hoàng, cảm ơn các vị tiền bối hôm nay ra tay tương trợ, Diệp Bắc Minh cả đời khó quên. Nay Thái Dương Tông vừa trở về, mời các vị tiền bối vào nghỉ ngơi chút đi. Sắc mặt Thanh Long Thần Hoàng nghiêm lại, Diệp Tông, chủ, chúng tôi được Lâm Huyền Phong cậy nhờ. Biết hôm nay Thái Dương Tông gặp nạn, cho nên đặc biệt đến cứu. Quả mừng này là một bộ trận pháp phòng ngự, là 10 người chúng tôi liên thủ luyện chết. Vậy này cũng coi như trả ân tình cho Lâm Huyền Phong, sau này tình hình của Thái Dương Tông thế nào cũng không liên quan đến chúng tôi nữa. Diệp Tông Chủ, chúng tôi từ biệt tại đây. Vừa dứt lời. Tiền bối.
Không đợi Diệp Bắc Minh nói xong, 10 người quay đi, biến mất. Chỉ còn lại các võ giả của các thế lực ngoài Thái Dương Tông quay sang nhìn nhau, sững sờ tại chỗ. Cứ vậy mà đi à? 10 thần hoàng đến trả ân tình. Tôi còn tưởng Diệp Bắc Minh này có lai lịch lớn thế nào, thì ra đều là mối quan hệ của Thái Dương Tông trước đây để lại. Mọi người bàn tán xôn xao. Nhất thời ánh mắt của mọi người đều nhìn Diệp Bắc Minh lại thay đổi. Ngư Thanh Thư cười lớn, ha ha ha, thì ra là vậy, tôi còn tưởng tên nhóc này thực sự lợi hại thế nào cơ. Thì ra là cáo mượn oai hùm. 10 thần hoàng đi rồi, anh ta không còn chỗ dựa, phải bảo vệ số xương chí tôn này thế nào đây? Soạt, nghe thấy lời này, ánh mắt của hàng trăm ngàn võ giả có mặt lại trở nên vô cùng rực lửa. Tất cả ngẩng đầu, nhìn lên hơn 100 chiếc xương chí tôn trên không trung của Thái Dương Tông. Lúc này, hơn 100 chiếc xương chí tôn giống như hơn 100 long mạch, xoay tròn trên không trung Thái Dương Tông. 10 thần hoàng đã rời đi, chúng ta có nên xem tình hình, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Ánh mắt của một vài võ giả trầm xuống, mang theo sát khí chậm rãi đi về phía Thái Dương Tông. Diệp Bắc Minh lập tức mở chiếc hộp màu đen, một trụ sáng vút lên trời. Liền sau đó, trên không trung Thái Dương Tông xuất hiện một trận pháp khổng lồ ngàn trượng. Mau, trận pháp sắp thành rồi. Mau giết vào trong đi. Một số võ giả gầm lên, đều đi vào trong Thái Dương Tông. Lúc này, hào quang vàng chảy xuống bao trùm cả phạm vi Thái Dương Tông như thác nước. Phụt! Khoảnh khắc những võ giả này chạm đến hào quang vàng, liền bị đánh bay một cách vô tình. Hóa thành một làn xương máu. Vãi! Các võ giả khác thấy vậy, hầm ha ấm mắng một câu. Điên cuồng tấn công ra các loại thủ đoạn, đều đập lên đại trận hộ sơn của Thái Dương Tông. Giống như hòn đá rơi vào trong nước, dấy lên một vòng gợn sóng nhỏ rồi biến mất. Trận pháp mà 10 thần hoàng liên thủ luyện chế, làm sao họ có thể phá được? Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều như quả bóng da xì hơi. Đột nhiên, xảy ra biến cố. Gru! Một tiếng rồng gầm vang lên. Huyết long biến hóa từ một chiếc xương chí tôn bùng phát, điên cuồng đập lên đại trận hộ sơn. Sau đó, chiếc thứ hai, chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, phập, 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 đại trận hộ sơn chấn rung, lại bị xương chí tôn đập ra một đường vết nứt. Liền sau đó, đường nứt tự động liền lại. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh biến sắc, tiểu tháp, có chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, cậu nhóc, không ổn. Số xương chí tôn này bị đại trận hộ sơn cấm nhốt, bây giờ muốn thoát ran. Nếu để chúng xông ra khỏi đại trận hộ sơn, có nghĩa là một đi không trở lại. Cũng không tìm được nữa. Vậy phải làm thế nào, Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, dung hợp toàn bộ. Diệp Bắc Minh sợ giật mình, vãi. Dung hợp toàn bộ hơn 100 chiếc xương chí tôn. Nuốt nước miếng, có thể làm được không? Diệp Bắc Minh cũng phải nghi ngờ bản thân. Cậu nhóc, chuyện mà Lâm Huyền Phong làm được, tại sao cậu không làm được? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục hỏi ngược lại một câu. Diệp Bắc Minh ngẩn người. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục tiếp tục nói, cậu nhóc, tin vào bản thân. Có bản tháp ở đây, bảo đảm cậu có thể dung hợp toàn bộ hơn 100 chiếc xương chí tôn. Được, Diệp Bắc Minh không do dự nữa, bước một bước lên trời. Đi về phía một chiếc xương chí tôn đang tấn công đại trận hộ sơn. Mau xem, tên nhóc đó muốn làm gì. Bên ngoài Thái Dương Tông có người kinh hãi kêu một tiếng. Soạt! Rất nhiều ánh mắt nhìn sang Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đến trên không trung của con huyết long do xương chí tôn biến thành, ngồi lên mình huyết long. Hắn muốn tóm lấy xương chí tôn. Tất cả mọi người nhìn cảnh này không chớp mắt. Gru! Huyết long gào thét một tiếng. Đuôi rồng khổng lồ tấn công mạnh đến. Phập! Diệp Bắc Minh bị đánh bay đi một cách vô tình, lồng ngực nóng lên suýt phun ra ngụm máu tươi. Xuy, cho dù xương chí tôn ở Thái Dương Tông, cũng không ai có thể dung hợp chứ, Ngư Thanh Thư cười lạnh lùng một tiếng. Còn khinh bỉ hai tiếng, tôi khinh, xương chí tôn này ở Thái Dương Tông cũng lãng phí. Diệp Bắc Minh ổn định máu tươi đang sôi sục, sức mạnh cường mạnh quá. Muốn hàng phục nó sợ rằng không phải chuyện dễ dàng. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu nhóc, xương chí tôn cần dùng xương chí tôn để đối phó, cậu dùng tay trái chí tôn đi. Tay trái chí tôn, đúng thế. Diệp Bắc Minh vỗ trán, sao mình không nghĩ đến chứ? Dậm chân trên không trung,
tiếp tục đi về phía con huyết long này. Huyết long nhìn thấy Diệp Bắc Minh lại xông đến, liền từ bỏ tấn công màn chắn của đại trận hộ sơn. Quay người gào thét một tiếng, xông về phía Diệp Bắc Minh hy. Diệp Bắc Minh thò tay trái ra, tóm về phía huyết long. Run tiếng rồng gầm vang lên, lúc hai bên sắp chạm vào nhau. Diệp Bắc Minh nắm năm ngón tay lại, tóm lấy sừng của huyết long, lật người lại ngồi lên đầu của huyết long. Ru! Huyết long gầm thét một tiếng, cơ thể lăn lộn kịch liệt muốn quật ngã Diệp Bắc Minh xuống. Diệp Bắc Minh một tay nằm lấy sừng rồng, tay trái chí tôn nắm thành nắm đấm không ngừng giáng xuống. Cuối cùng, huyết long bị đánh về nguyên dạng. Hóa thành 100 chiếc xương chí tôn màu trắng. Diệp Bắc Minh không nói nhiều, trực tiếp ngồi trên không trung. Dung hợp, cảnh này khiến tất cả mọi người có mặt đều sợ giật mình, vãi. Tên nhóc này vừa có được xương chí tôn thì đã. Muốn dung hợp, còn dung hợp trước mặt chúng ta. Hẳn coi xương chí tôn là cái gì? Nếu không làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng, thì hắn sẽ bị phế. Đúng thế, từng có người dung hợp xương chí tôn thất bại, hoàn toàn thành phế nhân. Mọi người nhỏ tiếng bàn luận. Đôi mắt Ngư Thanh Thư đỏ bừng, vẻ mặt đầy ghen ghét, tên nhóc này muốn dung hợp xương chí tôn trước mặt nhiều người. Bố, chúng ta có thể để anh ta thành công sao? Ngư Thất Tình tỏ vẻ mặt không thể tin nổi, Thanh Thư, cho dù nhà họ Ngư chúng ta không giúp cậu Diệp, cũng không cần dẫm đạp người ta chứ. Ngư Chính Dương lạnh mặt, Thanh Thư nói đúng, tuyệt đối không thể để tên nhóc này dung hợp thành công. Thanh Thư, con có cách gì không? Ông ta nhìn sang con trai. Ngư Thanh Thư cười xấu xa, bố, võ giả chúng ta bế quan đều phải ở trong môi trường yên tĩnh tuyệt đối. Tên nhóc này muốn dung hợp xương chí tôn, nếu bị ảnh hưởng gì, bố cảm thấy A-hát ta còn có thể thành công không? Ngư Chính Dương hiểu ra, con trai bố rất thông minh. He he, Ngư Thanh Thư cười đắc ý, bước ra một bước. Nhìn xung quanh quát lớn, tuyệt đối không thể để tên nhóc này dung hợp xương chí tôn, chúng ta phải dùng mọi cách ngăn hẳn lại. Lời vừa được nói ra, lập tức dẫn đến rất nhiều người hưởng ứng. Nói đúng lắm, không thể để hắn dung hợp thành công. Chúng ta phải ảnh hưởng đến tâm thái của hắn. Đúng, chỉ cần hắn dung hợp xương chí tôn thất bại, chắc chắn sẽ trở thành phế nhân. Một khi tên nhóc này thành phế nhân, Thái Dương Tông cũng phế theo, chỉ dựa vào mấy cô gái mà cũng muốn ngăn chúng a. Ánh mắt của rất nhiều võ giả thay đổi. Ngư Thanh Thư, cậu làm gì hả? Vương Yên Nhi kinh hãi hô lên. Rất nhiều võ giả đều xông ra, đứng bên ngoài trận pháp. Hộ sơn của Thái Dương Tông. Tiếng nói vang lên như thủy triều. Diệp Bắc Minh, mày từ bỏ đi, mày là tên phế vật. Một tên tàn phế của hạ giới nhỏ bé cũng muốn dung hợp xương chí tôn. Mày mà cũng xứng hả? Nếu không phải 10 thần hoàng chồng lưng cho mày, mày sớm đã chết 100 lần rồi, mau từ bỏ đi. Cái thứ như con kiến. Không có ai chống lưng thì mày chẳng là gì hết, đợi mày dung hợp xương chí tôn thất bại, mày sẽ hoàn toàn trở thành tàn phế. Thế nào, tuyệt vọng chưa? Nghe tiếng chế nhạo. Đừng để họ ảnh hưởng đến tiểu sư đệ. Vẻ mặt của chín sư tỷ khẽ biến sắc. Vương Như Yên nổi nóng nhìn đám người, đám cặn bã các người, cái kiểu ném đá xuống giếng có ý nghĩa gì không? Là người của thần giới, lại dùng thủ đoạn đê hèn này. Các người đúng là không bằng lợn chói. Ô ô, một tên đàn ông mặt núng nính thịt, đầy tà ý cười, con bé này tính nóng như vậy, không biết trên giường cũng có tàn bạo thế không? Ông đây thích nhất là kiểu tính nóng như cô, chinh phục càng có cảm giác thành tựu. Đợi tên nhóc này dung hợp xương chí tôn thất bại, tôi nhất định phải yêu thương cô thật nhiều. Vương Như Yên tức đến cơ thể run lên, anh, vô liêm sỉ. Gã đàn ông hơi mập liếm đầu lưỡi, tôi còn có mặt vô liêm sỉ hơn cơ, có muốn xem không? Cũng phải nói tên nhóc này thật có diễm phúc, mấy sư tỷ này người nào cũng đẹp. Đúng thế, anh nhìn cái eo đó, đôi môi đó, thật muốn nhào nặn giày vò họ quái. Cô này rất được, khuôn mặt ngây thơ, tôi lấy rồi. Tôi muốn cô này, anh nhìn ánh mắt của cô ta kìa, phì phì. Cô này là của tôi, thanh lạnh, cao cao tại thượng, loại phụ nữ này mới thú vị. Ha ha ha, một chàng cười vang lên. Những người này lại thực sự bắt đầu chia chác chín vị sư tử. Vãi! Trong lòng Diệp Bắc Minh bùng lên cơn lửa giận, toàn bộ đám người này đáng chết. Trên người bùng phát sát khí kinh thiên. Bù! Sự phẫn nộ trong lòng khiến khí tức của anh không ổn định, dao động dữ dội.
Lúc này Ngư Thanh Thư chú ý đến phản ứng của Diệp Bắc Minh, nhìn thấy khí thức của Diệp Bắc Minh dao động. Lập tức hô lớn, khí thức của tên nhóc này dao động rất dữ dội, dung hợp sắp thất bại rồi. Mọi người tiếp tục chế nhạo đi. Vương Yên Nhi hoàn toàn không chịu nổi, chỉ vào mặt Ngư Thanh Thư mắng lớn, Ngư Thanh Thư, cậu thật vô liêm sỉ. Ngư Thanh Thư lạnh lùng lướt nhìn Vương Yên Nhi một cái, Vương Yên Nhi, cô đừng nghĩ nhà họ Ngư và nhà họ Vương có quan hệ đời đời thì có thể ăn nói với tôi như vậy. Vương Yên Nhi cần răng, kiểu quan hệ đời đời này, không cần cũng được. Nhà họ Vương tôi, thật xấu hổ khi qua lại với nhà họ ngươi. Cô nói cái gì, Ngư Thanh Thư ngẩn người, dù thế nào cũng không ngờ Vương Yên Nhi lại nói ra những lời như vậy. Quay đầu nhìn sang Ngư Chính Dương, bối. Sắc mặt Ngư Chính Dương lạnh băng nhìn Vương Tư Đạo, Vương Huynh, đây cũng là ý của ông ư. Khuôn mặt già của Vương Tư Đạo lạnh nhạt, Ngư Huynh, các ông làm thực sự quá đáng, loại chuyện ném đá xuống giếng đừng làm thì hơn. Ông cũng nhìn thấy thiên phú của Diệp Tông Chủ rồi, cậu A đang dung hợp xương chí tôn, chúng ta nên yên tĩnh chờ đợi. Các người hét lớn như vậy, lại nói lời lăng nhục mấy sư tỷ của cậu Diệp, thực sự không phải hành vi của nhân sĩ chính đạo. Ha ha hét, Ngư Chính Dương cười lớn, đúng đúng đúng, chỉ có nhà họ Vương ông mới là nhân sĩ chính đạo. Nhà họ Ngư ông thật nham hiểm quá, nếu nói như vậy, các ông và Thái Dương Tông và Diệp Bắc Minh là đồng bọn rồi. Xoạt, xoạt, xoạt tô. Lời vừa được nói ra, tất cả mọi người cùng nhìn chằm chằm đám người nhà họ Vương như rằn độc. Vương Yên Nhi tức đến dậm chân. Đang định lên tiếng. Vương Tư Đạo trực tiếp quyết đoán gật đầu, đúng thế. Nhà họ Vương tôi đứng về phía Diệp Tông Chủ. Bố! Vương Yên Nhi hoàn toàn ngẩn người, cho dù cô ta ủng hộ Diệp Bắc Minh. Cũng không dám đắc tội với tất cả thế lực trước mặt nhiều người như vậy. Rất tốt! Ngư Chính Dương gật đầu sâu sắc, hy vọng tên nhóc này dung hợp xương chí tôn thất bại. Lúc trở thành phế nhân, nhà họ Vương các ông vẫn có thể đứng về phía hắn. Vừa nói xong câu này. Đột nhiên! Ầm ầm! Một tiếng sấm đánh vang lên. Trên bầu trời xuất hiện một đợt sấm sét âm ầm đập xuống. Chỗ không gian mà Diệp Bắc Minh đang đứng, lập tức hóa thành biển sét. Trong tích tắc, sấm sét vang dội, tất cả điện chớp ầm ầm hội tụ với nhau. Chiếc xương chí tôn màu trắng trong tay trực tiếp chui vào trong cơ thể của Diệp Bắc Minh. Dung hợp thành công, Diệp Bắc Minh vung tay, sấm chớp ầm ầm, giống như lôi thần giáng xuống. Việc này, làm sao có thể? Trong đôi mắt của Ngư Chính Dương đầy vẻ sợ hãi, dung hợp thành công rồi. Tên nhóc này dung hợp thành công rồi. Ngư Thanh Thư sợ đến run lẩy bẩy, không thể nào. Vừa nãy hắn suýt tẩu hỏa nhập ma, làm sao bây giờ lại thành công rồi. Xong rồi, tên nhóc này lại dung hợp thành công rồi. Ngư Thanh Thư, cậu hại chúng tôi rồi. Vãi, nhà họ Ngư, nếu Diệp Tông Chủ báo thù chúng tôi không đội trời chung với cậu. Những võ giả ban đầu chế nhạo Diệp Bắc Minh, lúc này đều sợ hãi. Đúng lúc họ kinh hãi. Diệp Bắc Minh quay người, không nhìn tất cả. Đi về phía xương chí tôn khác. Tóm lấy xương chí tôn thứ hai, tiếp tục dung hợp. Vãi, đã dung hợp một chiếc còn chưa đủ, hắn còn muốn tiếp tục dung hợp, tất cả mọi người trố mắt. Ngư Thanh Thư cười lớn như phát điên, ha ha ha, ông trời lại cho hẳn một cơ hội, hẳn lại muốn chết. Liền sau đó, xương chí tôn thứ hai chui vào trong cơ thể Diệp Bắc Minh, dung hợp thành công. Ngư Thanh Thư liền im bặt, con người gần như nổ tung. Diệp Bắc Minh không dừng lại, trong ánh mắt kinh sợ của mọi người. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư, chiếc thứ mười, chiếc thứ mười một. Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 89.